Zelis Mix chuối tươi vẫn thơm ngon ngất ngây, nhưng độc đáo và cực lạ miệng. Nè, con nhỏ này. Thời thế bây giờ đúng là điên đảo loạn, tôn ti trật tự hết rồi. Ồ, em nói cái gì vậy? Hỏi anh chi, khi nào nó về? Sáng mai Tâm Anh về. Sáng mai nó mới về lận hả? Bộ nó tính đi bụi đời hay sao mà tới sáng mai nó mới về? Thời thế thế thời, thời phải thế. Anh hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù nục mặt cả chị. Mình tên là Elizabeth, bạn tên gì? Mình tên là Amanda. Ơi con gái ơi, con xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ. Hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Con không muốn chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Ngày lại dạy vậy chứ. Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Dặn nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ. Nói lớn quá làm tao hố biết chưa? Trời ơi, nó hố cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù nuốt bạch cả chị. Nhân. Sao nó chưa về ta? Nè! Cái đồ bên kia hả? Là mẹ hả? Cái nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Giờ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Hả? Cái gì vậy? À mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mày chỉ có ra vô hoài vậy? Để tôi. Nè. Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Kết hôn với Sơn Tùng thôi được không ma? Chán ghê rồi. Có thể cho biết chuyện gì xảy ra được không chị? Chị không biết nữa. Nói sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi.
đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? À, cái gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Là cô hả? Sao vô với em quá vậy? Chưa về, chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói với anh đâu, lăn đi được cái miệng thú á. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Bà. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này đánh nó bây giờ. Ôi em, bực mình quá à. Nè, cái con mày kia. Sao nó về trễ quá vậy? Bực mình quá đi. Alo, bánh bao chiên hả? Mình không ăn đâu, mấy bạn cứ ăn đi. Nè cái đồ đáng ghét. Mày nói là sáng nay mày về mà sao bây giờ mày mới về? Bộ mày tính đi luôn hả? Mày có biết tao chờ mày tới cỡ nào không? Tao chạy lên chạy xuống té sấp mặt luôn, y chang như con người ở vậy đó. Tao mày không chịu trả lời hả? Bộ tao có quen biết với mày thì sao gọi là anh chi? Mà tao nhìn mặt mày tao ghét quá à. Mày còn dám đứng đến hả? Mày đứng lại. Nè mày đứng lại chứ. Nếu như sau này mày không có sửa chữa mẹ của tao thì mày không là đứa nào. Thấy chưa? Mày đứng lại. Tao bỏ mày. Mày đứng lại chứ. Ba đây ba. Thứ bảy này ba tới trực con nha ba. Thứ bảy hả? Gì vậy con? Nè, con lại đứng bét nữa hả? Không phải đâu, không phải. Hay là con lại đánh bạn nữa? Không phải luôn. Trường con có tổ chức một hội thể thao ba và bé. Hội thể thao ba và bé là cái gì? Ba có nghĩa là học sinh sẽ cùng tham gia với ba của nó. Chủ yếu là vui thôi à. Ba, khi mà ba tới á, ba nhớ mua thật nhiều pizza lên nha. Sao đi học còn đòi đánh pizza nữa? Không phải, pizza. À pizza. Con nói ba tưởng pizza. Ba biết rồi. Ba nghĩ sao đem ba ra lên trường. Thì thứ bảy ba tới, yên tâm đi ha. Ok, yeah. Thứ bảy là con phải đi Thái Lan rồi đó. Con có nhớ không? Ha, thứ bảy con phải đi Thái Lan công tác rồi. Chút xíu về con quên nè. Bao nhiêu chuyện không chịu quên. Mà quên đúng cái chuyện quan trọng. Ăn có quên không con? Rồi toilet có quên không con? Ba này đang ăn mà toilet. Không chịu đâu vậy, ai sẽ đi với con, con không muốn. Tự để mẹ tính. Trời ơi chết rồi, thứ bảy tuần này mẹ lại trực ở trường nữa. Không biết đâu. Thôi, không nữa. Mẹ kêu cậu Sĩ đi với con được chưa? Cậu đi hả? Ê được. Nhỏ này. Em làm bài tập xong hết chưa? Có. Bộ trưởng có hội thao hả? Sao em không nói cho chị biết? Hội thi ba và bé. Mà không có ba thì cũng phải đành chịu thôi. Nhưng mà còn có chị mà. Với lại có giải thưởng nữa nè. Kỳ này á, chị sẽ ăn cho thiệt nhiều để thiệt là khỏe. Nhất định chị sẽ mang về giải thưởng cho Tâm Anh nha. Bộ chị tính đi thiệt hả? Thiệt chứ. Không có ba thì chị đi thôi. Chị em mình cùng cố gắng để mang về giải thưởng ha. Nhưng sao chị không nhờ chú Julian đi đi? Giờ chú Julian đi dạy rồi nên không có rảnh đâu. Mình không nên phiền chú. Mà sao vậy? Em không tin chị đúng không? Đâu,
Ý em đâu phải vậy đâu. Nè, chị từng nói là xem thường chị sẽ bị gì? Tất nhiên là sẽ bị cụ lét vương lâm rồi. Dạ vâng ạ. Chết nè, chết nè. Đến chị chưa?